Cho nên cuộc đời này không có đúng, không có sai. Sai thì được bài học, đúng thì được trí tuệ. Như vậy đâu có đúng, đâu có sai. Mà sai được một bài học, tức là tìm ra cái ngu để mình học lại, thì cũng là một cách nâng trí tuệ mà. Cho nên là tôi mới bảo là khi mà nhìn thấy người khác làm sai, mình chỉ được quyền cảnh báo, chứ không được quyền can ngăn. Bởi vì can ngăn thì ngày mai nó vẫn sai mà, vắng mình nó vẫn làm mà. Bởi vì nước nó ở trên cao, mình chỉ giữ thôi, chứ còn nếu mình rút tay ra thì nước nó lại chảy xuống mà. Đó là quy luật rồi. Thế Nguyễn Bonsai có đặt câu hỏi: em chào thầy ạ, thầy cho em hỏi, muốn giúp người thân của mình bị đội thầy cúng dụ đi cúng lễ hầu đồng và phải nộp tiền dù hoàn cảnh rất là khó khăn, phải đi vay mượn để cúng, thì nên làm cách nào ạ? Thực ra thì thầy mới nói thế này: bản chất trong cuộc đời này, chúng ta đừng làm một việc chống lại quy luật tự nhiên. Tức là nếu mà nước ở trên cao, ắt chúng phải chảy xuống thấp. Và nó là một quy luật. Chúng ta có be bờ kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chống đến mức độ nào đấy thôi, rồi cuối cùng cũng bị lùn. Hay là thế này, chúng ta cũng không cấm được. Tôi xin lỗi nói bậy tí này, chó ăn phân. Bởi vì tâm thức nó ở đó thì nó phải ăn phân thôi. Chúng ta cũng không cấm được cái người ngu, họ không có ước mơ. Chính vì cái tâm thức của họ ngu thì họ làm gì xây dựng được ước mơ cho đời mình. Chỉ cần nghĩ đến ước mơ thôi họ đã sợ hãi rồi. Mà mình cứ xui là sao mày phải có ước mơ, làm gì có ước mơ. Nhưng nếu là một người trí thì không ai bảo là mày ước mơ đi, thì nó cũng biết ước mơ nó đặt cho mình một mục tiêu. Cho nên sống ở đời, nhiệm vụ của chúng ta đến với nhân gian này chính là việc chúng ta mượn cái hồng trần để hiện nguyên hình cái tâm thức của mình thông qua hành vi ứng xử với hồng trần. Sau đó hồng trần trả về cho chúng ta một kết quả tốt xấu, và nhờ đó chúng ta mới nhận ra được trí tuệ thật sự của mình có hay không, và từ đó biết cách sửa mình. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta xuống hồng trần này chính là hành hạ động tạo tác theo đúng tầng tâm thức của mình, để từ đó mình nhận được những trái ngọt, trái đắng, để từ đó mình phân biệt được cách làm đúng sai, quy luật đúng sai, để từ đó mình thay đổi được trí tuệ bản thể của chính mình. Vậy thì cũng như vậy, nếu người thân của mình, ngay kể cả bố mẹ mình, mà các cụ tin cái đội cúng lễ bị dụ đi cúng lễ hầu đồng và phải nộp hết tiền dù hoàn cảnh khó khăn, kể cả dù phải đi vay tiền, vay đến khi nào không vay được nữa thì ắt đủ nắng hoa sẽ nở. Tức là bây giờ người thân của mình bỗng nhiên họ ngộ ra. Như vậy, đó với là vai trò của hồng trần. Nó giúp cho người đời bỗng nhận ra là mình đã sai rồi, giúp cho mình tiến hóa. Và Đức Phật mới nói rằng chúng ta phải mượn hồng trần để tu là vì vậy. Còn nếu mà ai đó mà làm sai, mà chỉ cần gọi vào nhắc cái là họ sẽ không sai nữa, thì đâu còn Phật giáo và Chúa Giê-xu. Bởi Chúa chỉ cần gì ạ? Viết lại Kinh Thánh cho chúng nó đọc một lần thôi thì nó lên thẳng thiên đàng với Chúa rồi. Nó cần gì phải mượn hồng trần để nó rèn luyện. Còn Phật đâu cần phải gì ạ? Phải để lại Kinh Phật làm gì? Cần phải bắt mọi người tu vào chùa tu làm gì? Bắt mọi người phải tu giữ giới làm gì? Thì Phật chỉ cần để lại Kinh Phật và bảo chúng mày đọc đi, đọc phát là lên thẳng niết bàn luôn chứ. Vậy thì có những thứ cuộc đời này nói người ta không nghe, bắt buộc người ta phải trải nghiệm, người ta nhận được trái đắng, trái ngọt. Sau đó người ta mới đúc kết rằng à, đây là cách đúng,
đây là cách sai. Và đó là cách, chính là cái cách mà họ thay đổi thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm đấy. Thì đó chính là thay đổi tâm thức đấy. Còn ngày nào mà bạn nôi người ta vào và bạn nói cái mà người ta nghe ngay, thì tôi nghĩ là bạn chỉ có thể là thánh này. Thánh không làm được việc đấy, phải là Thượng Đế. Tức là Đức Chúa Cha ấy, còn đẻ ra Giê-xu. Và Đức Chúa Cha là cha của Đức Chúa Giê-xu cơ. Chứ không phải là Chúa Giê-xu đâu. Tức là gần như kiến tạo loài người. Không? Vậy thì trách nhiệm của chúng ta đối với người thân là chúng ta cảnh báo. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải nói là cảnh báo. Và cho bố mẹ mình nhìn thấy góc nhìn của quy luật. Người thân của mình nhìn thấy góc quy luật. Là như vậy là đúng hay sai. Còn sau đó người ta không tin là mình nói là đúng, thì họ vẫn hành xử cho đến khi vào một ngày đẹp trời họ ngộ ra rằng mình đã nói đúng. Thì họ sẽ quay lại họ hỏi: hôm trước con nói vậy là sao? Hôm trước anh nói vậy là sao? Anh có thể giải thích kỹ hơn được không? Cho nên cuộc đời này, trần gian chính là nơi mà cho con người gì ạ? Tha hồ gian manh đi, tha hồ lươn nẹo đi. Rồi chúng mày gian manh, rồi chúng mày lươn nẹo, thì chúng mày chỉ nhận được bài học đau khổ thôi. Cho chúng mày tha hồ tha mô đi. Nhưng rồi sau đau khổ chúng mày ngộ được một bài học cũng tốt mà. Cho nên cuộc đời này không có đúng, không có sai. Sai thì được bài học, đúng thì được trí tuệ. Như vậy đâu có đúng, đâu có sai. Mà sai được một bài học, tức là tìm ra cái ngu để mình học lại, thì cũng là một cách nâng trí tuệ mà. Cho nên là tôi mới bảo là khi mà nhìn thấy người khác làm sai, mình chỉ được quyền cảnh báo chứ không được quyền can ngăn. Bởi vì can ngăn thì ngày mai nó vẫn sai mà, vắng mình nó vẫn làm mà. Bởi vì nước nó ở trên cao, mình chỉ giữ thôi, chứ còn nếu mình rút tay ra thì nước nó lại chảy xuống mà. Nó là quy luật rồi, không? Vậy thì họ muốn cái gì họ cứ làm, mình chỉ cảnh báo thôi. Sau khi nào họ nhận ra một cái bài học sai thì mình phải quay vào gì? Mình hướng dẫn, hỗ trợ họ. Vì nếu đây không may là bố mẹ mình đi, thì họ hết tiền, thì mình gì ạ? Phải chăm sóc họ, phải nuôi dưỡng họ. Vì đó chính là lý do mà cuộc đời này con người ta phải đẻ ra, có bố, có mẹ, có anh, có em, để giúp cho chúng ta được có một cái cơ duyên được gọi là gì ạ? Cộng nghiệp, được hỗ trợ nhau, được giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Còn bởi vì nếu mà chúng ta không cho người khác sai là bởi vì chúng ta sợ là nếu họ sai, họ khó khăn, họ lại quay sang họ nhờ mình. Cho nên mình khiếp, mình không dám cho họ sai. Không. Còn nếu họ sai và họ không nhờ mình, họ không liên quan gì đến mình, thì chắc gì mình đã can. Thôi, tóm lại, cuộc đời của mỗi người xuống trần gian này là mục tiêu là học được những bài học sau những lần làm sai. Trách nhiệm của người trí có trí tuệ hơn là hãy cảnh báo cho họ là họ đang đi con đường sai rồi. Nó giống như là cái đoạn đường mà khúc khuỷu, có nguy cơ tai nạn, thì bên giao thông công chính họ có trách nhiệm, họ cắm một cái cọc là đường trơn ngoằn ngoèo, nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Thế còn thằng điên nào mà nó cứ kéo ga nó chạy thì ai mà đứng đấy mà trông nó được. Thế còn người mà có ý thức thì người ta tự khắc gì, người ta giảm ga xuống. Vậy thì tương tự như vậy, trách nhiệm của mình cũng giống như bên sở giao thông công chính là gì? Cắm cái cọc tiêu xuống cảnh báo. Đây là cách làm không đúng và vì sao. Thế còn họ nghe hay không là cuộc đời của họ mà. Còn khi nào mà họ ngã xuống thì mình có trách nhiệm gì? Cùng với họ vực họ lên, nếu có thể. Đấy chính là gì? Đấy mới chính là đồng đội tốt trong cuộc đời này. Chứ không phải là chúng ta đứng ở ngoài liên tục can ngăn mà không cho họ chạy. Vì vậy chúng như vậy là chúng ta cướp mất cái một cái trải nghiệm cho cuộc đời này của họ. Rồi, cảm ơn Thế Nguyễn Bonsai. Và chúc em hãy bình yên chính với tâm hồn của mình, rảnh rang với tâm hồn của mình. Vì chúng ta cố gắng thay đổi người khác, khi tâm thức của họ không thay đổi, thì đó chính là cái việc mà chúng ta đang đạp vào quy luật của tự nhiên. Và ai thuận theo tự nhiên thì người đó được sống một đời sống rảnh rang, hạnh phúc, ung dung tự tại. Cảm ơn Thế Nguyễn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam
nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.